Anh chỉ kiến được em không có làm gì nó cả, nhưng mà đúng rồi, báo công an. Này hôm qua là chiếc cam mới thấy đúng không? Đúng rồi, chiếc cam sáng nay, sáng sáng này anh. Chiếc cam mới biết. Chứ lúc biết đâu. Lúc hơn 3 giờ sáng nhé. Đây có cả máy, máy máy đây có cam đây. Tôi có những cái ảnh này đấy. Dạ. Còn cái ảnh gì nữa không anh? Đây có một cái ảnh. 3 video như này. 3 video. Vâng, 3 video. Đây là một video, 2 video này. Là các khung giờ anh ạ, mỗi một cái là khung giờ khác nhau em cắt ra. Tha cho mày để mày đi hay giết con người người ta à? Làm ăn được sáng. Đáng ra có thể tha được cho mày, nhưng mà tha cho mày thì là mày đã đi giết con người khác cũng thế thôi. Phải cho mọi người xem cái video mày hành hạ mày giết đứa bé. Nếu mà gia đình không phát hiện sớm ấy. Anh cầm đấy, em là hai cái thư là anh bình tĩnh nhá. Anh em xuống các thứ thì em cơm sơ bộ thì em nhận được tin báo của mình. Đấy thì em xuống thì em làm qua những cái bản làm việc sơ bộ vậy. Chỉ còn lúc sau khi này xong thì anh có cái kiến nghị đề xuất thì anh ra ngoài công an phường thì bảo thêm cái bây giờ em là công an phường luôn để anh em đấu tranh làm rõ vụ việc đấy, mà không thì thôi nếu mà thì anh ra ngoài phường luôn. Bây giờ nhá, bảo ý kiến với anh như này, anh sai là mày phải làm việc là biên bản, xong rồi là đưa cái đồng chí đưa cái bé này đi ra ngoài phường, chứ không là nó lại là nó cứ muốn tự tử chết trong nhà em. Anh hiểu em không? Em nói này, em nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vì nhà địa chỉ nhà mình có cái nguồn tin như vậy, thì anh em xuống các thứ xác minh nguồn tin, em được qua tiền bạc sự việc các thứ ra chuyện này vấn đề có cái vụ việc thời điểm anh em xuống việc nó như thế nào. Ok. Anh có đề nghị hay có kiến nghị anh đến hay không? Vấn đề gì thì anh sang ngoài công an phường, anh em đấu tranh nào, anh đi chỉ bảo. Vâng, nhưng bây giờ em muốn là đưa cả bạn ấy ra ngoài. Bạn này là đến khi nào mình mời ông giám đốc ra. Phải mời ra để làm việc ra. Bây giờ nhá, em ý kiến với cả đồng chí như này này, gia đình em có kiến nghị là đưa đồng chí này đi ra ngoài phường. Chứ bây giờ nếu mà nhà em đưa đi thì nhà em lại bắt người ra phép hoặc là như nào đấy thì đồng chí phải hỗ trợ đưa đồng chí này ra ngoài phường để làm việc. Đúng anh. Ok anh thì ok anh. Em nói anh ra anh xem cái video mà nó muốn giết thằng cháu em như thế nào thì anh mới hiểu được. Nếu mà buổi sáng mà gia đình em mà không xem được cái video đấy thì nó giết cháu em luôn à? Em nhờ anh, bây giờ anh báo luôn lên chỉ huy giúp em thì bọn em muốn là đưa ra ngoài để làm việc luôn. Chứ ở đây là bây giờ là nó sẽ đòi gì nọ thế kia thì ảnh hưởng gia đình nhà em. Đấy, thì ra đấy em vậy. Thôi gọi anh đến trước nhé. Vâng, anh nghe giúp em. Vâng, anh nghe giúp em. Đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người nhá. Con bé này được vợ chồng bạn bằng, người anh em thân của mình thuê nó về trả cho nó 60 triệu một tháng. Về nó chỉ ăn xong và nó trông bé nhà bạn em chiều nó hơn bà Hoàng. Nếu mà đêm hôm qua gia đình nhà em mà không check cam, hôm qua thì là gia đình nhà em là vợ bạn em là bị ốm sốt nặng là cho nên là không ở trong giường ấy được. Cho nên là phải để tách ra bên ngoài. Thế mà cái con súc vật này nó quăng, nó cuột, nó hành hạ, nó văng một đứa bé mà một tháng tuổi. Lúc nào mình sẽ đăng clip để cho tất cả mọi người cùng xem, để mọi người cảnh tỉnh mọi người. Đáng ra mình có thể tha cho nó, nhưng mà tha cho nó để hại giết giết tất cả những con người khác thì mình không thể tha cho nó được. Anh hỗ trợ, anh đồng chí hỗ trợ, anh đi cùng với em hỗ trợ đồng chí ra, em nó ra phường. Không, không phải tự đi. Ý là dẫn nó đi, không dắt nó đi, không. Hai thằng nào phải giữ sắt vào nó nha. Cháu nó đi. 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 Cháu nó đi
cháu bây giờ đang đi viện để kiểm tra, bây giờ chưa có kết quả. Chị lấy giúp em cái túi xanh cháu, lấy cái túi xanh của chú ơi trong kia để chú lấy từ khóa xe này. Cháu khóc, cháu vừa sang trường tâm lý, hiện tại là cháu đang có đi tiếp vào, không là có rung sợ. Cố cầm giúp cháu cái máy gái để nó không, nó lại vu oan giáng họa cho gia đình nhà mình. Nó là người định giết con mình mà bây giờ nó lại cứ giả là kia. Điện thoại của ai đây? Con tắt đi. Đây là mời mày ra làm việc chứ không phải. Đây là một video, hai video này. Là các khung giờ anh ạ. Mỗi một cái là khung giờ khác nhau em cắt ra. Tha cho mày để mày đi hay giết con người ta à? Làm ăn được sáng. Đáng ra có thể tha được cho mày, nhưng mà tha cho mày thì là mày đã đi giết con người khác cũng thế thôi. Phải cho mọi người xem cái video mày hành hạ mày giết đứa bé. Nếu mà gia đình không phát hiện sớm ấy. Thôi anh cầm đấy. Em là hai cái thứ là anh bình tĩnh nhá. Anh em xuống các thứ thì em cơm sơ bộ thì em nhận được tin báo của mình. Đấy thì em xuống thì em làm toàn những mảng làm việc sơ bộ vậy đấy. Chỉ còn lúc sau khi này xong thì anh có cái kiến nghị đề xuất thì anh ra ngoài công an phường thì bảo thêm cái bây giờ em là công an phường luôn, em đấu tranh làm rõ vụ việc đấy, mà không thì thôi nếu mà thì anh ra ngoài phường luôn. Bây giờ nhá, lại bảo ý kiến anh như này, anh sai là mày phải làm việc là biên bản, xong rồi là đưa cái đồng chí đưa cái bé này đi ra ngoài phường, chứ không là nó lại là nó cứ muốn tự tử chết trong nhà em. Anh hiểu em không? Em nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, vì nhà địa chỉ nhà mình là có cái nguồn tin như vậy, thì anh em xuống các thứ xác minh nguồn tin, em được qua tiền bạc sự việc các thứ ra chuyện này vấn đề có cái vụ việc thời điểm anh em xuống việc nó như thế nào. Ok. Anh có đề nghị hay có kiến nghị anh đến hay không? Vấn đề gì thì anh sang một quan phường, anh em đấu tranh nào có anh đi chỉ bảo. Vâng, nhưng bây giờ em muốn là đưa là cả bạn ấy ra ngoài. Bạn này là đấy thì nào mình mời nhau đốt ra ngoài. Phải mời ra để làm người ra. Vâng, chứ bây giờ ở đây cũng rồi. Bây giờ nhá, em ý kiến với cả đồng chí như này này. Gia đình em có kiến nghị là đưa đồng chí này đi ra ngoài phường. Chứ bây giờ nếu mà nhà em đưa đi thì nhà em lại bắt người ra phép hoặc là như nào đấy. Thì đồng chí phải hỗ trợ đưa đồng chí này ra ngoài phường để làm việc. Đúng anh. Ok anh thiện. Ok anh. Em nói anh ra anh xem cái video mà nó muốn giết thằng cháu em như thế nào thì anh mới hiểu được. Nếu mà buổi sáng mà gia đình em mà không xem được cái video đấy thì nó giết cháu em luôn à? Em nhờ anh, bây giờ anh báo luôn lên chỉ huy giúp em thì bọn em muốn là đưa ra ngoài để làm việc luôn. Chứ ở đây là bây giờ là nó sẽ đòi gì nọ thế kia thì ảnh hưởng gia đình nhà em. Thì ra đấy em vậy em. Vâng, anh nghe giúp em. Vâng, anh nghe giúp em. Đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người nhá. Con bé này được vợ chồng bạn bằng, người anh em thân của mình thuê nó về trả cho nó 60 triệu một tháng. Về nó chỉ ăn xong và nó trông bé nhà bạn em. Chiều nó hơn bà Hoàng. Nếu mà đêm hôm qua gia đình nhà em mà không trách cam, hôm qua thì là gia đình nhà em là vợ bạn em là bị ốm sốt lặng, là cho nên là không ở trong giường ấy được. Cho nên là phải đìa tách ra bên ngoài. Thế mà cái con súc vật này nó quăng, nó cuột, nó hành hạ, nó văng một đứa bé mà một tháng tuổi. Lúc nào mình sẽ đăng clip để cho tất cả mọi người cùng xem, để mọi người cảnh tỉnh mọi người. Đáng ra mình có thể tha cho nó, nhưng mà tha cho nó để hại giết giết tất cả những con người khác thì mình không thể tha cho nó được. Anh hỗ trợ, anh đồng chí hỗ trợ, anh đi cùng với em hỗ trợ đồng chí đấy ra, em nó ra phường. Cứu cho nó đi. Không tự đi. Ý là dẫn nó đi, không dắt nó đi, không nó không đi. Hai thằng nào phải giữ sát vào nó nha. Cháu bây giờ đang cho đi viện để kiểm tra, bây giờ chưa có kết quả. Chị lấy giúp em cái túi xanh cháu, lấy cái túi xanh của chú ơi trong kia để chú lấy từ khóa xe này. Cháu khóc, cháu vừa sang trường tâm lý, hiện tại là cháu đang có đi học. Đi tiếp vào, không lại có rung sợ. Cố cầm giúp cháu cái máy gái để nó không, nó lại vu oan giáng họa cho gia đình nhà mình. Nó là người định giết con mình mà bây giờ nó lại
nó lại cứ giả là kia. Đây biết cái cần không? Cái cần cái cần cho điện. Điện thoại của ai đây? Con tắt đi. Đây là mời mày ra làm việc chứ không phải. Điện thoại này. Điện thoại. Chị đang quay à? Tắt.